Xin chào tất cả các bạn, mình là Yến Tatu. Hôm nay mình sẽ cover một bài hát do chính mình tự viết lời, dựa trên nền nhạc của ca khúc Ngày Nào Đó. Để thực hiện được clip này thì mình đã phải quay đi quay lại rất là nhiều lần, và cho đến thời điểm này đây là lần thứ ba. Mình chưa khỏi ốm hẳn, nếu như để ý kỹ một chút thì sẽ nghe được tiếng vỡ giọng. Đây là mình hát live cho nên có gì sất sất thì mong mọi người thông cảm nha. Mình có một thông điệp muốn gửi đến những người đã và đang giữ lối sống kỳ thị vùng miền. Hãy nghe nhé. Mẹ đặt tôi tên Yến và bạn bè gọi ta Tu, quê hương tôi sinh ra, nơi chúng tôi nên biết bao hạnh phúc của cuộc đời. Tôi sinh ra ở Thanh Hóa, một quê hương giàu truyền thống, bề dày lịch sử cha ông với biết bao mình còn ghi những chiến công. Tôi là người Thanh Hóa đây, tôi tự hào mà dẫu vẫn biết sẽ có người kỳ thị với lý do là ăn dâu ma qua đường tàu. Hiểu rằng cuộc sống có kẻ gian người thật, nhưng đâu phải ai cũng giống như một, thế cớ sao lại mang tất cả ra so bì. Và Thanh Hóa ai tiến đâu, chính quê hương tôi mà, dù đi đâu cũng nhớ không quên mảnh đất đã in sâu tiềm thức tôi. Chẳng một ai là có thể chọn quê hương cho mình, ở đâu cũng thế, quan trọng là tình cảm con người. Thanh Hóa đây quê hương của tôi quê Thanh Hóa, rau má là đây, nhắc đến 36 có gì không hay. Họ bảo ta ăn rau má phá đường dây, tỏ thái độ phân biệt coi thường người ta ưỡi người phải tay. Nhưng họ đâu hay, tình cảm con người đâu phải là thứ nghe qua lời kể, mà đó là một quá trình dài cần thời gian chứ đâu phải dễ. Nên hãy xem lại cách suy nghĩ đi. Tôi là người Thanh Hóa đây, tôi tự hào mà dẫu vẫn biết sẽ có người kỳ thị bởi lý do là ăn rau má pha đường tàu. Hiểu rằng cuộc sống có kẻ gian người thật, nhưng đâu phải ai cũng giống như một, thế cớ sao lại mang tất cả ra so bì. Và Thanh Hóa hai tiếng đó chính quê hương tôi mà, dù đi đâu vẫn nhớ không quên mảnh đất đã in sâu tiềm thức tôi. Chẳng một ai là có thể chọn quê hương cho mình, ở đâu cũng thế, quan trọng là tình cảm con người. Thanh Hóa ấy quê hương của tôi, không riêng ai bất cứ đâu, cùng dòng máu tiếng nói thì sao phải ghét nhau, phải tỏ ra kỳ thị nơi đâu. Là người Việt Nam cũng là anh em, sống chung một mái nhà. Da 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 oh, I love you, yeah yeah yeah. Do 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 do. Và Thanh Hóa tiếng đó chính quê hương tôi mà, dù đi đâu vẫn nhớ không quên mảnh đất đã in sâu tiềm thức tôi. Chẳng một ai là có thể chọn quê hương cho mình, ở đâu cũng thế, quan trọng là tình cảm con người. Chẳng một ai là có thể chọn quê hương cho mình, dù đi đâu vẫn nhớ không quên để nói về quê hương. Thanh Hóa nơi quê hương của tôi, tôi hát bạn nghe dù hay dù nhớ, xin đừng em gặn bạn yêu ơi, bạn chữ bấm like thiệt.